sẻ 80 dành cho bác nào thích to và bay đầm nhá. Và đây là cũng là F22 nhưng mà sẻ 60 dành cho bác nào thích nhỏ gọn và cơ động. Bây giờ mình sẽ bay mẫu F22 to trước nhá. Bạn vẫn không thể thiếu mạch cân bằng. Dễ luôn nhá, có mạch cân bằng nhá. Âm thanh cực kỳ sống động. Thả ra nhá, có mạch cân bằng nhá. Cứ thế là bay luôn nhá. Tí liếm đất. Múa đi em. Bắn mạch nhá, múa nhá. Nhá. Bên đây. Hạ cánh chỉ một nấc đây này. Để nguyên nhá. Mình để nguyên nhá. Ra lên tí nhá. Em hai bé nhá, vẫn không có thể thiếu được mạch cân bằng nhá. Con này thì sẽ nhỏ gọn và cơ động hơn nhá, nhưng tốc độ sẽ không được bằng. Thế là bay luôn nhá. Cái gì dễ. Nhả ra phát là bay thẳng. Này, nhả ra này. Cái gì dễ. Nữa thôi. Cũng ngửa bụng không kém ai. Cánh. Nhả nhá, để nguyên nhá.
Lắc ga nhá. Để nguyên nhá. Đâm. Có mạch cân bằng hạ cánh quá là dễ. Cân bằng cứ để nguyên tay ga thôi là hạ. Thì dễ luôn. Rồi. Ok anh em nhá.